Thân mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, những người nào đó đang xem video của mình ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người về một cái chuyện ở bên Mỹ và những cái điều mà cái người Mỹ họ có cái cách ăn uống cũng như là có cái cách mà sử dụng thức ăn rất là hoang phí. Và mình muốn đề cập đến vấn đề này để cho mọi người biết được đó. Có nhiều người họ đặt ra câu hỏi với mình đó là tại sao cái người Mỹ họ hoang phí đồ ăn đến như vậy? Có thật sự là bên đây là do họ giàu quá cho nên họ sử dụng đồ ăn hoang phí và họ không có tiết của hay không? Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một video nói cặn kẽ cụ thể về cái vấn đề đó và mời tất cả mọi người cùng theo dõi video của mình ngày hôm nay nhé. Vừa thấy là mình đã bỏ một số đồ ăn và đồ ăn đó là mình ăn không kịp và nó đã bị hư thì mình quăng như vậy. Và có nhiều người sẽ bảo là nếu như đồ ăn hư bỏ là câu chuyện bình thường, đúng không mọi người? Thì ngày hôm nay mình muốn đề cập tới đó là cái có nhiều người đặt ra câu hỏi là như vậy. Ở bên Mỹ đồ ăn rẻ quá cho nên người ta ăn uống phung phí và người ta cứ ăn xong rồi bắt đầu không có biết trân trọng cái gì, người ta gọi là dư thừa quá thì nó sẽ kêu bằng phung phí các bạn. Và có nhiều người họ lại nói một cái hướng khác như vậy nữa, là nói là do nước Mỹ giàu cho nên họ làm tiền nhiều quá cho nên họ không có cần phải tiết kiệm, mua thì nhiều nhưng mà ăn thì ít và cuối cùng là bỏ. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng với tất cả mọi người mổ xẻ cái vấn đề này và xem coi có thực sự là do cái người Mỹ họ giàu quá, họ ăn uống họ phung phí hay không, hay là do có một cái suy nghĩ khác nữa. Và mình thấy ở đây là nó có rất là nhiều khía cạnh các bạn. Và cái điều đầu tiên đó, các bạn biết là cái gì hay không? Đó là khi mà cái người Mỹ ở bên đây á, họ sản xuất được á, đồ ăn rất là nhiều với cái lượng nhiều mà với giá thành nó cũng khá là rẻ để cung cấp thực phẩm cho tất cả các người dân ở bên đây. Và nhiều khi họ nhập được những cái mặt hàng ở những cái nước khác rẻ. Và các bạn biết không, khi mà họ nhập về đây với cái giá thành rẻ như vậy thì người dân của họ nó sẽ có cái cuộc sống nó tốt hơn. Và khi mà mình mua thức ăn rẻ được á thì mình ăn uống đôi khi, các bạn biết không, không phải như ở Việt Nam mình, nếu như các bạn mua bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, không hề như vậy các bạn. Ở bên đây họ bắt mình mua phải là mua số lượng bao nhiêu đó, họ đóng một cái thành phần gói gì. Ví dụ như hôm qua mình có quay những cái video cho các bạn xem là khi mình đi chợ á thì hành họ cũng bán thành từng lọn, một bó rất là bự như thế này, hoặc là ba bó một đồng thì các bạn phải mua ba bó họ tính một đồng. Còn nếu như mà các bạn mua lưỡi heo, giống như mà mình cho các bạn xem là lưỡi heo thì phải ba lưỡi heo họ bán chung một dĩ, các bạn mua không mua thì thôi. Đó là họ bán với cái số lượng khá là nhiều như vậy, cho nên đôi khi á cái đồ đông lạnh các bạn còn có thể cất lại được và các bạn có thể sử dụng về sau được. Nhưng mà còn với rau củ quả thì coi như các bạn phải chịu thua thôi. Các bạn ăn nó không kịp, giống như là các bạn sử dụng nó không hết, không kịp thì coi như các bạn phải bỏ. Đó là một cái vấn đề đó, là mình phân tích ở cái góc độ là do cái người tiêu dùng ha mọi người. Và tiếp đến nữa là cái góc độ thứ hai, đó là ở bên đây họ ăn uống rất là kỹ các bạn. Họ ăn uống rất là kỹ, khi mà đồ ăn mà qua đêm hoặc là cách 2-3 ngày là họ sẽ không ăn nữa. Họ sẽ bỏ, họ chấp nhận bỏ đồ ăn đó và họ ăn đồ ăn mới. Vì họ những cái đồ ăn mới của họ đôi khi, các bạn biết không, ngày hôm nay mình nấu một cái món đi, nhưng mà khi mà mình đi chợ á, hoặc là mình có người quen ngay giống như những cái dịp hè như thế này á, thì người ta trồng rau củ quả rất là nhiều. Ví dụ mình quen á, anh em đồ đó, và họ có vườn trái cây á, họ sẽ cho mình các bạn. Giống như mình mấy hôm nay là mình bầu 5-6 trái
Rồi cái anh kia mới cho thêm ba trái nữa, là các bạn biết bầu mà sắp dày dày như vậy nè các bạn. Nếu các bạn ăn không kịp thì nó sẽ hư, và những đồ ăn cũ á thì mình giữ gìn sức khỏe, mình không ăn mà mình bỏ đi, mình không sử dụng nữa. Nhưng mà nó có một cái yếu tố như thế này nè các bạn, là khi khí hậu mùa hè ở bên Mỹ này các bạn, nó rất là dễ hư các bạn, nó dễ thiêu lắm các bạn. Nếu như cái khí hậu bên Việt Nam của mình á, mình có thể là mình để đồ ăn canh đồ á, từ sáng tới chiều ở ngoài nó sẽ không có vấn đề gì hết, mình có thể mình ăn được. Nhưng mà với bên Mỹ này, nếu như các bạn mà nấu đồ ăn nào đó mà bạn để từ sáng tới chiều là nó bị ôi liền các bạn, nó bị chua liền các bạn. Cho nên á, có những lần mà mình mới qua đây các bạn, đồ ăn á, mình nghĩ giống như bên Việt Nam mình để tới chiều xong rồi khi nào tối mình không ăn nữa thì mình bỏ vô tủ lạnh là mình bảo quản nó. Nhưng mà ở bên đây á, khi các bạn nấu xong rồi các bạn ăn trong vòng hoặc 3 4 tiếng đồng hồ các bạn không ăn nữa là các bạn phải bỏ vô tủ lạnh ngay, nếu không nó sẽ bị hư, ôi thiêu và nó bị chua cái đồ thực phẩm của mình. Và kế tiếp nữa á, là khi mà cái ở bên đây đó là mình kể cho các bạn nghe về những cái khía cạnh là của cái người trong gia đình, mình kể cho tất cả mọi người nghe đó là cái cuộc sống của những người ở trong nhà sử dụng thực phẩm như thế nào ha. Nhưng mà bây giờ mình sẽ nói về cái một cái góc độ là mình đề cập tới là hoang phế, là khi mà các bạn đã từng, nếu như các bạn đã có người thân ở nước ngoài thì các bạn cũng, mình tin chắc các bạn cũng đã từng nghe những cái câu nói như thế này là ở bên Mỹ họ có nhà, sau khi mà cái nhà hàng họ đóng cửa thì họ sẽ để đồ ăn ở gần cái thùng rác, và nếu như ai mà đói hoặc là ai mà muốn ăn thì có thể đi đến đó lụm về ăn, hoặc họ sẽ đem những cái đồ ăn nào đó mà gần hết đát họ đem họ cho donate và cho những cái nơi mà kêu bằng cho những người nghèo á, ví dụ như ở ở đó gọi là một cái trụ sở, và những cái người mà họ bán đồ ăn sống ví dụ như tôm cá thịt hay gì đó mà họ không sell, hoặc là những cái hàng mà dầu tiêu bột ngọt hay gì đó mà những cái loại mà nó gần hết đát họ sẽ đem đến đó và họ bỏ cho những cái người nào đó nghèo, họ lại đó họ 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 xin. Thì á, với những cái đồ ăn mà ở trong nhà hàng á các bạn, có những người họ đem đi cho nhưng mà có những người họ không đem đi cho, thì họ sẽ để ngoài sọt rác ở phía sau cái nhà hàng của họ, mà nếu như các bạn biết thì các bạn đến đó các bạn lụm ăn. Thì á, nói tiếng là bỏ ở ngoài sọt rác nhưng mà thực chất ra là ở kế bên là một cái thùng rác, và họ sẽ để một cái thùng giấy kế bên và họ để đồ ăn đó vào cái thùng giấy đó, và các bạn ăn vẫn là mới và nguyên si, mà nó chỉ là từ sáng tới chiều là họ phải bỏ. Vì cái quy định ở bên Mỹ này á, họ ăn uống rất là kỹ và đặc biệt họ rất coi trọng về sức khỏe các bạn. Nếu như mà các bạn sống ở bên Mỹ á, hoặc là có người thân sống bên Mỹ, các bạn sẽ biết được á, là những cái người mà họ làm nhà hàng á thì á, họ sẽ bị kiểm dịch rất là nhiều. Đôi khi á, họ cái nhà hàng đó mà bị cái người nào đó mà gọi report á, thì những cái người mà về an toàn thực phẩm họ sẽ đến họ họ xét cái chỗ đó và có khi phải đóng cửa nữa các bạn. Cho nên nó ảnh hưởng đến cái việc làm ăn của người ta rất nhiều, chứ không phải giống như bên Việt Nam mình dù có report hay là nói gì thế nào đi chăng nữa thì vẫn mở cửa hàng bán bình thường. Đôi khi hả, con chuột hay gián nó chạy vô cái nồi canh cái lụm bắp dục ra ngoài thì bán vẫn bình thường đúng không mọi người, nhưng mà bên đây hoàn toàn không có. Nếu như các bạn mà bị như vậy á, thì các bạn sẽ bị đóng cửa tiệm và đóng tiền phạt mà các bạn. Nhưng mà còn á, đối với cái người Mỹ á, thì á hả, họ ra cái quy định là thức ăn từ sáng tới chiều hoặc là các bạn đem đi hủy bỏ đổ sọt rác, hoặc là các bạn đem đi cho. Nhưng mà cái vấn đề khó ở chỗ là người ta không cho, là lý do tại sao, là khi mà các bạn cho đồ ăn với cái người mà nhận đồ ăn đó mà lỡ như họ ăn họ bị đau bụng nè, họ bị tiêu chảy nè, họ bị bệnh, thì mình sẽ là người chịu trách nhiệm và mình sẽ bị xu bị thưa đó các bạn, người ta gọi là xu đó, là mình sẽ bị thưa vì mình cho người ta ăn đồ ăn kêu bằng có chất độc hại làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cái người ta, dù cho là người đó là một người ăn xin. Cho nên họ sẽ bỏ vô sọt rác, thay vì họ bỏ vô cái thùng rác thì nó quá là dơ, và họ muốn là những cái người mà nghèo họ có thể ăn được những đồ ăn đó thì họ sẽ để một kế bên cái thùng rác thì nó vẫn còn sạch sẽ và các bạn có thể lấy ăn bình thường.
đó là cái kiểu mà những người ở bên đây và những cái khách sạn bên đây họ đều biết là nếu như các bạn mà có đói quá thì các bạn giống như là các bạn là những người không nhà không cửa, các bạn có thể đi đến những cái nhà hàng đó và đi vòng phía sau nhà hàng, họ sẽ bỏ những đồ ăn đó, các bạn có thể được quyền lụm, nhưng mà họ sẽ không cho các bạn, họ sẽ không cho, vì họ nếu như họ cho các bạn bị bệnh hay cái gì đó là họ sẽ rất là mệt và có khi hả ảnh hưởng tới cái việc làm ăn của người ta nữa, cho nên đôi khi người ta sẽ không cho. Và có những người họ nói á là Mỹ tại sao nó khùng như vậy, những cái đồ ăn đó có thể là để tủ lạnh và ngày hôm sau hâm lại. Thì các bạn biết ở bên Việt Nam mình có những người họ kinh doanh theo kiểu như vậy, là họ sẽ trữ lại những cái đồ cũ và ngày hôm sau họ sẽ bán lại tiếp với những cái đồ cũ đó. Và các bạn biết không, hầu như ở bên Việt Nam mình á, chỉ có những cái nhà hàng lớn, thật là lớn thì họ mới bị những cái người mà đến kiểm duyệt thức ăn, an toàn thực phẩm này kia kia nọ thôi. Chứ còn với những cái người mà bán lẻ nhỏ ở ngoài á, thì hoàn toàn không bị, đúng không mọi người? Cho nên á, có cái những cái việc đó các bạn có thể làm lại được, hoặc đôi khi các bạn có thể trốn được. Và ở bên đó mình nghĩ là cái người dân Việt Nam của mình nó cũng còn khá là dễ dãi, và những cái điều đó họ sẽ không có làm khắt khe. Nhưng mà đối với bên đây các bạn, khi mà các bạn mở một cửa hàng bán hay bất cứ một cái gì đó là cái quy định của họ rất là chặt chẽ. Đặc biệt là nếu như các bạn đã từng bị report nhiều lần rồi thì cái nhà hàng của bạn sẽ bị chú ý rất là nhiều, và họ sẽ đi đến họ kiểm tra hoài à các bạn. Cho nên á hả, ở bên đây là cứ quy định, ví dụ như á chồng mình á, lúc trước ổng có làm ở trong cái tiệm bánh mì, thì ảnh nói á, là từ sáng tới chiều bánh mì mà bán không hết, bánh mì mà cái sừng trâu các bạn nó cong như vậy nè các bạn, giống như trái ấu vậy đó. Thì ảnh nói là bán từ sáng tới chiều, mà nếu như mà tới giờ đóng cửa mà bán không hết là sẽ gom hết trong cái tủ ra và bỏ vô cái bịch, bỏ gần cái sọt rác, thì ai muốn ăn thì đến đó lụm ăn. Và ảnh nói là nhiều khi bánh mì nó vẫn còn ngon. Và các bạn biết một cái điều như thế này nè, là những người làm ở trong đó không được quyền mang về. Đây là một cái điều luật ở bên Mỹ, là họ được quyền dục sọt rác, chớ có những người làm trong đó không được quyền mang về nha các bạn. Ví dụ như bây giờ các bạn làm hết giờ làm, các bạn đã dục ở ngoài sọt rác rồi, thì cái người quen hay cái người nào đó các bạn có thể chỉ người ta lại đó lụm. Nhưng mà nếu như các bạn mà theo kiểu là các bạn không có đem ngoài sọt rác, các bạn dục xong các bạn cứ xách đem về á, thì người ta sẽ bắt các bạn là cái tội ăn cắp, dù cho đồ đó họ đã bỏ rồi đó. Cho nên nó hả, ở bên Mỹ này nó cái luật nó rất là khắt khe, cho nên có nhiều người nói ủa vậy những người làm trong đó là sao ngu cái gì, xong đem về đem đi bán, hoàn toàn không được các bạn. Dù cho các bạn làm ở trong đó các bạn cũng không được quyền mang về, chỉ trừ khi các bạn dục ngoài sọt rác xong rồi á hả, các bạn chỉ những cái người mà quen á với mình á đi lại đó lụm. Chứ nếu như mà mình lại nó lụm mà nó bắt mình được, ví dụ như mình là cái người mang về á, mà nó bắt mình được là mình nó sẽ ghép mình vào tội ăn cắp đó. Đó là những cái gì mà mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người, mà mình biết được á là sẽ có rất là nhiều người họ nghĩ cái điều này là bình thường và họ sẽ lướt qua, đôi khi họ sẽ không có nói cho mọi người nghe. Nhưng mà ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người, vì mình đọc được rất là nhiều cái comment họ nói là Mỹ là phung phí, là giàu quá cho nên phung phí, rồi thế này thế kia. Nhưng mà thực chất ra các bạn biết không, ở đây họ rất quan trọng sức khỏe các bạn. Ở bên đây người nước ngoài họ quan trọng sức khỏe rất là nhiều, và cái sức khỏe của họ luôn luôn đặt trên hàng đầu. Và cái điều đó nó liên quan đến những cái việc, ví dụ như các bạn vứt đồ ăn, vứt đồ này kia nọ hay cái gì đó, và những cái cách phục vụ á, là luôn luôn đặt cái sức khỏe của khách hàng trên hàng đầu. Cho nên họ đưa ra những cái quy định đó. Và thường các bạn biết không, nhà hàng Mỹ á, thường họ bán sẽ bán rất là mắc. Và những cái nhà hàng Việt Nam của mình á, bán đồ á, mình thấy á, rất là nhiều lần bị mình không nói bao đồng nha các bạn, nhưng mà có những nhà hàng Việt các bạn quen với cái kiểu là o đồ cũ lại và bán cho khách hàng á, nhiều khi á hả khách hàng họ ăn và bắt đầu họ bị họ thấy được cái đồ nó không tốt, không tươi hay gì đó, và họ thấy là dơ, hoặc là họ thấy có dán hay gì đó, họ chỉ cần đứng ở đó họ ăn và họ thấy có dán chạy hoặc chuột chạy á, là họ sẽ gọi cái chỗ mà an toàn thực phẩm á, thì họ sẽ đến đó và đóng cửa cái tiệm của bạn. Đến khi nào mà các bạn làm hoàn chỉnh lại hết, nó sạch sẽ lại như cái đạt tiêu chuẩn, thì họ mới cho các bạn mở cửa lại.
Đó là cái kiểu như vậy, và họ sẽ bắt các bạn phải giục hết tất cả những cái đồ mà bạn đã từng bỏ trong tủ lạnh. Ví dụ như bây giờ họ bắt các bạn, họ niêm phong cái chỗ của bạn làm đi, thì những cái đồ đó của bạn phải bỏ hết, giục hết, và các bạn khi các bạn mở cửa lại là các bạn phải mua lại mới từ đầu. Và các bạn biết không, mình kể cho các bạn nghe một cái trường hợp là cái anh đó ảnh bị đóng cửa xong rồi cái xong ảnh đem cái đồ ảnh giục ra ngoài các bạn. Anh giục ra ngoài xong cái anh đợi đến khi tối cái không ai thấy để ý hết trơn, có đầu cái ảnh đi đến đó và ảnh lụm mấy cái đồ đó lại các bạn. Anh lụm mấy cái đồ đó lại và anh bỏ vô tiệm lại. Cái đợi khi mà cái cửa hàng của anh mở cửa ra bán hàng lại á, thì anh o những cái đồ đó lại các bạn. Và các bạn biết không, những cái trường hợp như vậy á, là mình thấy á, có rất nhiều. Và chồng mình nói á, đôi khi á, lại ăn nó bị hôi á các bạn. Đồ ăn mà theo kiểu mà để lâu quá là nó sẽ có mùi hôi rất là khó chịu. Mà nếu như cái người đó hên không có bị bắt gặp, nếu như mọi người đã xui bị bắt gặp là có thể là đóng cửa vĩnh viễn và tước bằng luôn, không cho mình bán buôn nữa các bạn. Đó là theo kiểu là bạn là một người ngoan cố mọi người. Và nước Mỹ này họ không giống như không khoan dung về những cái người mà biết tội mà còn làm thêm nữa. Đó là một ít thông tin chia sẻ với tất cả mọi người. Mong là mọi người cảm thấy video này thú vị và nhớ đừng quên like, subscribe, ủng hộ kênh cho mình nha. Nếu các bạn có câu hỏi nào đó hoặc là có một cái ý tưởng nào đó mà muốn mình làm về chủ đề đó thì hãy comment phía bên dưới video. Mình sẽ trả lời và phản hồi một cách sớm nhất. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào những video sau. Bye!